Vâng, Mr. X xin chào các anh chị và các bạn. Trong video bài học này thì Mr. X sẽ tiếp tục trình bày với các anh chị và các bạn một trong những yếu tố, một trong những trụ cột để cấu thành lên cái nền tảng hạnh phúc gia đình một cách bền vững, ngày càng tốt đẹp hơn, tình cảm đi lên, đúng không ạ? Theo những cái nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý ở nước ngoài, các cuốn sách về hạnh phúc gia đình, về tình yêu và về tình dục, và ở Việt Nam chúng ta thường thấy thì một trong những yếu tố rất quan trọng của việc giữ gìn hạnh phúc gia đình đó chính là yếu tố sức khỏe và sắc đẹp. Và video bài học này sẽ nói về yếu tố sức khỏe và sắc đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hiểu sức khỏe và sắc đẹp là gì. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đối với quan niệm của người Việt Nam thì người phụ nữ thường là có vai trò phải làm đẹp quan trọng. Và tôi cho rằng quan điểm này là đúng. Thế trên thế giới thì sao? Trước khi nói về Việt Nam thì ta nói về thế giới. Trên thế giới cũng như vậy, những người phụ nữ đẹp thường có nhiều cơ hội tốt. Những hoa hậu thì thường lấy được đại gia, thậm chí lấy được tỷ phú. Đúng không ạ? Thì phụ nữ xấu là thường không có phần, hoặc chịu thiệt thòi hơn, điều đấy là có thật. Về mặt số lớn, không phải là một người phụ nữ nào đấy cụ thể xấu là cô ta mất hết cơ hội, nhưng những người phụ nữ xấu thường sẽ ít cơ hội hơn những người phụ nữ đẹp, điều đấy là chắc chắn. Và trong một cuộc sống hôn nhân, dù bạn đẹp hay bạn xấu, thì trong quá trình chung sống, trong quá trình làm việc, trong quá trình mà chúng ta sinh con đẻ cái, thì sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ cũng bị suy giảm. Vì vậy, yếu tố sức khỏe và sắc đẹp là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, cũng như là chất lượng của cuộc hôn nhân, cũng như là hạnh phúc gia đình. Đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như thế này. Giả sử đối tác của bạn, đúng không ạ? Tôi nói là đối tác ở đây có thể là vợ hoặc chồng, chứ không phải là chỉ là các bà vợ. Đúng không ạ? Đối tác của bạn có sức khỏe yếu, thế thì làm sao có sức để kiếm tiền? Và khi không kiếm được tiền thì cuộc sống gia đình rất là bấp bênh, khó khăn. Và như thế, tâm lý u ám trong gia đình rất là nhiều. Và khi không có sức khỏe, phải tiêu nhiều tiền hơn, bồi bổ hơn, uống nhiều thuốc hơn. Đúng không ạ? Cuộc sống bi lụy hơn, tốn kém hơn. Cũng rất là khó chịu chứ không phải dễ dàng gì. Khi không có sức khỏe, đúng không ạ? Một trong hai người không có sức khỏe khiến cho người kia không được thỏa mãn về mặt tình dục, thì cũng sẽ xảy ra đến tình trạng ngoại tình, ly hôn hoặc là bệnh tật, vân vân. Đấy là những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống nói chung, chất lượng cái việc cuộc sống gia đình nói riêng, hạnh phúc gia đình nếu mà theo một cái khía cạnh nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy, nhiệm vụ rất quan trọng của người phụ nữ là tôi cho rằng là các chị phải luôn luôn đẹp. Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Mình béo, mình có thể tập luyện cho nó gầy trở lại. Mình có thể ăn kiêng, mình có thể kết hợp với chế độ dinh dưỡng, tập luyện và thuốc thang để mình có thể giảm được cân. Mình gầy, mình cũng có thể tập luyện, ăn uống, uống thuốc, uống thang để làm cho nó béo lên. Chúng ta có thể làm được với điều kiện là chúng ta phải hiểu giá trị quan trọng của sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta làm đẹp để chiều chồng, chúng ta làm đẹp để giữ chồng. Đó là một trong những cái hiệu quả, một cái kết quả của quá trình làm đẹp. Còn làm đẹp trước hết là cho chính người phụ nữ để có cuộc sống tự tin hơn, để có khả năng tốt hơn trong công việc, có nhiều cơ hội hơn đó, chứ không phải là chúng ta đi làm đẹp chỉ để giữ chồng. Đi làm đẹp để giữ chồng đúng hay là sai? Hoàn toàn đúng, nhưng nếu chúng ta xuất phát từ một cái suy nghĩ đơn giản như thế thì chúng ta sẽ sợ mất ông tài, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta làm cho cuộc sống của người phụ nữ chúng ta là tự tin hơn, đúng không ạ? Đẹp hơn, đẳng cấp hơn, thì người đàn ông cũng lo lắng mất chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái vị thế
trong cái mối quan hệ tương quan. Đó. Vậy làm thế nào để có được sức khỏe và sắc đẹp, đúng không? Đó. Thế thì chúng ta phải, đầu tiên là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp. Bằng cách là gì? À, chúng ta quan tâm đến số đo hình thể, chúng ta quan tâm đến trọng lượng. À, số đo hình thể là như thế nào? Đây chính là số đo 3 vòng hay thậm chí là 4 vòng, 5 vòng của người phụ nữ. À, chúng ta quan tâm đến điều đó. Chúng ta quan tâm không có nghĩa là chúng ta ám ảnh. Có nhiều người bị ám ảnh. Chẳng hạn tôi không có vòng 1 hay vòng 2 tôi quá xấu hay vòng 3 tôi quá bé. Tôi lấy ví dụ như vậy. Đấy là một dạng ám ảnh. Cái ranh giới của nó rất là mong manh. Nhá. Tôi nói là các bạn quan tâm tức là gì? Mình luôn giữ hình thể ở một cái form dáng tốt nhất, đẹp nhất cho mình. À, Mr. X lấy ví dụ, mặc dù Mr. X là đàn ông, nhưng Mr. X cũng ăn uống rất là cẩn thận, đúng không ạ? Không bia rượu, không nhậu nhẹt. Đấy, khi mà tăng cân một cái là ăn uống giảm đi, tập luyện đi bộ một chút để cho nó giảm. Để thứ nhất là quần áo mặc nó vừa vặn, thứ hai là nó đẹp. Bởi vì thực ra đàn ông cũng cần đẹp chứ không phải chỉ riêng đàn bà. Chẳng qua là ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đàn bà mới có cái trách nhiệm trọng trách như vậy. Một người đàn ông bụng trở 9 tháng vẫn có thể có sở hữu một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng thực ra chất lượng cuộc sống cũng chưa chắc là tốt. Cho nên ấy, đẹp ở đây không chỉ dành cho phụ nữ mà cả dành cho đàn ông. Đấy là thế, Mr. X nói ví dụ như thế để cho mọi người là kiểm soát cái cơ thể mình như thế nào. Cân nặng, chiều cao, số đo 3 vòng. Đấy. Rồi thì sức khỏe và các bệnh tật, chúng ta đi khám 1 năm 2 lần giúp tôi, khám sức khỏe định kỳ hoặc là cảm thấy có dấu hiệu gì là phải khám xét xét nghiệm ngay nhá, để cho chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt đẹp. Đó, được chưa ạ? Người phụ nữ sau khi sinh con thường sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, thì chúng ta đừng có quá là quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Dành 24 thời gian, 24 tiếng trên một ngày, 7 ngày trên một tuần chỉ chăm chút cho con thôi, quên mất ông chồng, quên mất bản thân mình, đúng không ạ? Chúng ta nên cân bằng. Ok, con bạn có thể dành cho bạn ấy 12 tiếng, 14 tiếng, đúng không ạ? Ok, sau đó bạn phải dành thời gian cho mình, lấy lại vóc dáng, lấy lại sức khỏe, ăn uống, tập luyện, đúng không ạ? Dành thời gian cho ông chồng, không không phải là vì con mà rồi vứt ông ta ra một xó. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình cảm đi xuống và rạn nứt, leo thang, đúng không ạ? Đấy, hình thể đẹp rất là quan trọng, đúng không? Bởi vì ngoại hình rất quan trọng. Người ta nói là gì? Đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai. Người ta cũng nói là gì? Trai ham sắc, gái ham tài. Vậy trai ham sắc có nghĩa là sao? Có nghĩa là đàn ông là sẽ bị thu hút bởi một người phụ nữ đẹp. Kể cả đàn ông có vợ rồi hay đàn ông chưa có vợ đều bị thu hút bởi phụ nữ đẹp. Một người phụ nữ đẹp không có nghĩa là người ta sẽ là người phát đi những cái thông điệp mời chào. Một người phụ nữ đẹp chỉ đơn giản là người ta là một người rất tự tin, người ta biết giá trị con người, biết giá trị cơ thể của người ta. Chứ không phải là tôi phát đi thông điệp là tôi đẹp và tôi có thể lên giường với bất kỳ ai. Không phải thế. Đúng không ạ? Và người phụ nữ đẹp là giúp cho người đàn ông của mình trở nên thành một người đáng tự hào, đáng lịch lãm. Bạn nghĩ đi, trông biết tới như thế này và đi với một cô gái xấu, đúng không ạ? Đen hôi, răng vẩu, rồi thì vô duyên kịch cỡ. Tôi nói thí dụ như thế. Ai cũng có cuộc sống của mình, nhưng mà nếu giả sử biết tới mà đi cùng với một người như vậy thì cái giá trị về mặt hình ảnh của Mr. X nó bị suy giảm. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Tức là mình mà đẹp, mình mà rực rỡ, đúng không ạ? Mình đi với người đàn ông của mình chính là cách mình tôn trọng anh ta, chính là cách mình làm cho anh ta trở nên sang trọng, đẳng cấp với bạn bè. Đó, tôi không nói những điều xa xôi nhá. Tôi không nói có người thì lo như thế, vợ đẹp quá người khác cuộn mất rồi này kia, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng không phải vì những cái việc mà nó xảy ra như thế mà chúng ta lại không làm cái điều tốt đẹp. Các bạn hiểu Mr. X nói gì rồi chưa ạ? Ok.